Hello các anh chị, các anh chị nghĩ sao nếu như mình có một cơ hội để mình có thể có rất là nhiều bạn trên toàn quốc và mỗi khi mình đi một nơi mình đều có một người bạn và làm bằng cách nào? Việc đầu tiên đó là mình phải có một cái nụ cười vui vẻ và tạo được một cái sự thân mật cho người khác bằng một cách rất là dễ dàng là mình có thể khen một cái gì đó về họ. Khi bản thân em khi mà em gặp người em đều tìm một cái gì đó để mà mình có thể khen và sau đó đó thì mình có thể tìm hiểu sâu hơn về họ, đến từ đâu, họ ở có cần đó không, họ làm ngành nghề gì, họ có bao nhiêu con, và khi đó mình mới biết được khi mỗi khi mà họ nói về một cái đề tài nào đó họ sáng hơn, có nghĩa là mình phải tìm hiểu thêm về cái đề tài đó. Cũng giống như có một lần là em đi chợ gặp hai vợ chồng người Việt Nam, thì mình có thể hỏi ô cái bó cải này mình mua để làm gì, và khi đó đó thì họ sẽ nói thêm một chút xíu và hỏi ôi anh chị ở có gần đây không, anh chị ở đây làm ngành gì, anh chị có con cái gì không. Và sau khi mà mình tìm hiểu được họ rồi đó, mình có một cái sự thân mật và tìm hiểu thì họ sẽ nói cho mình biết những gì trong cuộc sống họ đang cần. Và khi họ nói thí dụ như họ nói về sức khỏe, họ không được khỏe lắm hay là họ muốn improve cái sức khỏe của họ, tăng thêm sức khỏe, thì mình có thể hỏi thêm câu hỏi vậy thì sức khỏe của anh chị từ 1 tới 10 đó thì anh chị nghĩ mình đang nằm ở đâu, và họ sẽ cho mình một cái con số nào đó và có thể từ đó mình có thể nói là ok nếu như mà em có một cách để cho anh để giúp được anh chị đến tới con số 10 cho cái sức khỏe của mình, anh chị có muốn tìm hiểu thêm hay không. Hoặc là họ nói về tài chính, họ muốn có một cái gì đó hơn trong cái cuộc sống của họ, họ muốn có thêm income, họ muốn có thêm thời gian cho gia đình, thì mình có thể hỏi họ vậy trong cái tài chánh của anh chị đó thì từ 1 tới 10 anh chị đang ở đâu, cho mình biết con số của họ về tài chánh, thì mình có thể cho họ biết nếu như em có một cách cho anh chị đạt được số 10 trong cái tài chánh cuộc sống của anh chị có muốn tìm hiểu thêm hay không. Và nếu như họ nói là họ có đầy đủ sức khỏe và tài chánh nhưng họ không có một cái chất lượng cuộc sống, họ không có thời gian cho con cái, họ không có thời gian cho bản thân của họ, họ không thể nào mà đi chơi đâu được hết, thì mình có thể hỏi họ lần nữa nếu như trong cái chất lượng cuộc sống đó thì anh chị từ 1 tới 10 anh chị đang nằm ở đâu, và họ sẽ nói cho mình biết một con số 1 tới 10. Và khi nếu như mà nó không phải là số 10 thì mình có thể hỏi họ nếu như em có một cách để cho anh chị có thể được có cái chất lượng cuộc sống số 10, anh chị có muốn tìm hiểu thêm hay không? Và sau khi anh chị làm được những cái bước này đó thì anh chị sẽ ra ngoài và thấy rất là dễ dàng. Mỗi lần mình đi đâu mình đều có thể làm quen với một người bạn mới. Mỗi lần mình đi chợ mình cũng có thể làm người bạn mới. Mình dẫn con đi chơi mình cũng có thể làm quen với một người bạn mới. Và em chúc các anh chị một ngày hôm nay anh chị có thể ra ngoài và có thêm một người bạn mới.